Tôi bữa nay là có cái chị Ngọc á, gửi cho bà Nguyễn Thị Phấn là 200.000, con nhận cảm ơn con ha. Dạ, con xin cảm ơn cô Nguyễn. Cô Ngọc. Xin cảm ơn cô Ngọc. Dạ. Rồi thay mặt cô Ngọc ha, chúc cho bà nhiều sức khỏe để gắng lo cho bà cụ ha. Dạ, con chào cô ha. Con đi khám bệnh chưa thầy? Chưa. Nhất định là không đi luôn đó phải không? Ông nội ơi, ông nội. Ăn cái gì vậy? Bún. Em mua cho nè. Chị. Ông cho ông hai bút ăn cái gì kiếm gì đó về nướng. Ẩm ăn ngon quá em, vô cam nước thì cộng thôi đó. Với ông ca những cái bài gì mà ông giải dạng không á, với cái gì chiều trên bến cảng chiều gì đó nói lại đó hay á, tôi nghe hết trơn chứ bộ. Tóc bữa nay dài dữ luôn trời ơi. Ông làm nó lên ăn hai bước trời. Thấy bệnh lo lên ra hai bước. Ngồi đây. Bà nó đã chưa cắt được cái nhà nữa. Ăn cơm chưa phút còn. Rồi. Tắt nghiệp mấy ngày có tụng nó không mơ. Không tụng mà cái vỏ đồ ở đây không cố. Nó đem ra chiều nay mới có đi. Bà Huệ với nó tôi đi liền xì luôn mà nó thất nghiệp. Tôi điện qua mấy ngày nay ông đâu có nhà đâu. Điện nhắc gì bán gì? Điện hỏi ông có nhà không, tôi lỡ có nhà đâu. Tụng kinh vậy mà nó không tụng. Không mà ai dám làm gì ông mà mét nổi luôn. Gần tới khoảng 100 ngày nữa. Là hết rồi đó phải không? Ừ. Xả tan luôn. Bộ giờ 100 ngày là tôi xả tan hả? Ngày xả nhiều lắm. Chứ không có 3 năm như lúc trước. Là mấy bốn phương trời. Ông mà sợ ai mà đi mét. Ông có sợ ai đâu, ông chỉ sợ công an thôi. Hôm nay hôm nay sao? Ông điện cho má, ông đâu có điện cho thằng này không? Điện cho ai? Bà Huệ hả? Tôi chỉ điện tôi hỏi bà ông có nhà không mà bà nói đi tụng rồi. Chừng nào có tôi mới lợi chứ không có lợi chi. Này ông đốt nhang nhiều cái tượng Phật bữa nay giờ em nè. Ý mà có kiến mà đen cỡ này nè. Tôi kiếm mượn, tôi kiếm kìa tôi vô lao đó. Ừ nó bị ố hết trơn rồi. Nè ông đốt nhang nhiều quá với đít nó đen luôn. Ố rồi mà làm sao hết chút đâu. Đen nguyên cái tấm liễn luôn rồi. Thì lấy đồ lao chứ gì sao. Ông đốt gì mà nên nè bữa nào nó cháy cái lư hương này là nó cháy luôn cái tấm củ quyền nè. Ông để chi mà sát cháy vậy ông nội. Nè bông này mới chát luôn nè, mới lấy đám ma về mà nó không đi tụng này.
ông xào xào hoài. Tôi hỏi bà Huệ là biết ông đi tụng không đi tụng liền, giả bộ hỏi ông thôi chứ ông thất nghiệp là tôi biết liền. Ông mà chừng nào mới thất nghiệp? Bây giờ mấy ông thầy chùa mà trong chùa lớn khó kêu lắm, người ta kêu ông với ông ấy không à, chứ đâu có kêu mấy ông lớn được đâu. Kêu tôi với ai? Ông Hòa ông gì đó. Ông Huệ. Không, ông gì hôm bữa tôi kêu tụng cho 6 cái vong đó, nhớ không? Biết đâu ông đó là ai, đúng không? Ông đó nghe nhà trọ 66 trời. Ông thầy Phước. Ông biết gành mà nó không biết nội. Sao ông cho ta có 500 ngàn rồi ba. Vậy chứ nhiêu ông nội? Bữa tôi thấy ông tụng. Vậy chứ nhiêu nữa giờ? Bữa ông lên nó tụng luôn á hả? Xa lắm, tuốt chỉnh Hòa lắm. Mà ông lên luôn vậy hả? Tôi mượn Tuấn Anh chở lên giùm. Chứ ở đó xa dữ lắm. Từ ở trên nhà trọ của ổng chạy lên đó qua cầu Tân An rồi lên Vĩnh Hòa cái nữa. Mấy đi vòng đường có phước thôi à. Bộ đám tôi cần rước xong sạn cái vỏ sẵn nha. Có để đó gì chưa? Nó kêu lắm. Rồi để đây gì lỡ ông chờ ổng vô giật vỏ chạy sao ông nội? Thấy ăn về chiều lắm. Nó tưởng đâu cái vỏ tiền nó giật nó chạy rồi sao? Nữa nó bậy nữa. Ông đốt nhang dưới cái chỗ này đen luôn nè ông thầy. Ô ông thầy đen lùi chỗ vách này luôn nè. Không mượn bà Tiết vô lao mấy cái này đi, để quá trời đen lùi hết rồi. Để coi còn nát hả có vô. Nè cái hình Phật của tôi cho đưa nè, bên nay đen luôn tới trên này luôn nè. Ông đốt nhang nó ít thôi, đốt nhiều quá nó đen thì lùi nguyên cái nhà luôn. Bữa đó cái đó lao làm sao thấy còn? Thì là nhúng nó vẽ sạch lao chứ sao? Tôi nhảy làm được không hay là đứng trên đó cậu? Ông leo hả? Ông leo chắc đi bệnh viện quá. Rồi sao áo này gì mà dơ em máng đây vậy ba? Có áo đó bỏ rồi. Bông trồng là mấy chục năm chưa tứ luôn nè quý vị, nay héo luôn nè, cây lữ hổ mà nó quéo lá luôn nè. Nội ơi trồng cái gì mà trồng, Thuận ơi ông Thuận. Ngồi chơi cũng đây trên nhiều quay không mà chạy. Cái này chủ yếu quay chứ chơi bời gì. Tham quan vòng cái. Chào ông à. Sao sao ông khai nhiều bài hay quý vị còn. Khai gì đâu hay. Là ông khai chiều trên mấy đào thầm ngữ gì. Ông khai dạy động hay cái này. Này mấy cái đồ tan sạch sẽ cho người ta. Để ngoài cho ông xuống ra. Có bóp tiền này có nhiều tiền chưa? Rồi kinh sử này sao không cho người ta đi em thầy? Để coi có ai đoán đóng rồi không cho mà. Chết rồi kinh ông đem về không cho người ta bỏ đây tội đó. Cũng đang tính cái này. Ba giả cha tôi vô giỏ tôi bỏ hết rồi. Đốt hả? Ừ. Tôi đâu cũng nghe lời ông vậy mà cũng nghe cho cha. Chiều nay mấy giờ mới tụng nữa? 5 giờ đi chơi cha. Đi đâu? Đây buồn quá. Đi đâu? Ông đại không lên hai mướt chơi. Hai mướt ông đi Sài Gòn rồi. Cứt họ đi. Đi lấy thuốc. Lấy thuốc hả? Ừ. Đi ai vậy? Đi với Trọng Hữu với ông Năm á. Còn bà Năm không? Bà Năm thì còn mà hai mướt với Trọng Hữu đi. Ông Năm cũng đi. Chú đi lên kiểm tra. Quá buồn rồi quý vị ơi, cái ổi chín hết trơn không bẻ trời. Không bẻ đi có còn. Chắc có dồi quá. Bà Tiết ba. Bà Tiết bà gào lại vậy sao vô được mà bẻ. Bẻ có nhánh cái đó ông vua. Bà Tiết bà gào lại hết rồi. Năm giờ là ông đi tụng hoàn tuần hả? Ừ, cái hồn nó đi mô giờ này nằm buồn với mẹ. Không.
nó gài đâu có ai cho tiền mấy người ấy đâu, thành ra tôi đâu có đi quay nhiều. Bữa quay lên một đống người luôn, không ai cho. Có, thấy ông quay đó. Nhiều lắm phải không? 4-5 người lượt luôn đó. Mà lại không, mà không có nói cho trời. Thì chưa có tiền thì mình chỉ quay đưa lên vậy thôi, rồi ai cho thì mình đem lại, chứ giờ người ta chưa cho tiền đâu tôi đưa ông nội. Đù đù đù, hôm nay dự án mới nữa nè. Cái đồng hồ ở đâu đẹp vậy trời. Thằng ơi trời, cái đồng hồ bể gì mà đi đem đây chi? Được đó, nó cũng đúng giờ đó, ông nói gì vậy ông? Kiểu bể tan nát gì ông đem chi ông nội? Con chạy được không em bỏ. Thế ông với bà Năm, ông với bà Năm y xì nhau, cái giống bà Năm má hay mướt, cái giống gì cũng không có bỏ hết trơn á. Để hoài vậy đó. Để với cái nhà tùm lum hết trơn. Kêu nước uống không mà ông bà ông ơi. Nước nồi gì? Mất công tốn tiền nữa. Giờ này là 5 giờ mới tụng cái gì, giờ đâu ông nằm tới 5 giờ mới đi. Bởi vì buồn lắm mẹ. Buồn giờ sao? Kêu nước uống nữa. Tại vì nó nói chuyện với ông chơi lâu quá ông một chút. Bà khôn không chứ không phải không khôn đâu. Mà giống như là khôn mà không có nói á. Tôi nói ông cái vụ con gắn đó, tôi ông thấy ông nó lấy hồi nào tôi chưa hay, tôi về tới nhà tôi nói gọi này cũng linh lục chứ mày chứ. Lục lấy tươi mắt tiêu gắn luôn. Vinh gắn rồi giờ nó ra ở đâu không? Sao mà nó quậy dữ vậy anh hai? Anh hai ơi, sao mà con Linh này nó quậy quá vậy? Anh nói coi sao nó quậy vậy? Nó quậy hơn hai mướt luôn á. Bây giờ rửa chén mà bây giờ cái sống chén không có cái nào mà không mẻ miệng hết trơn. Không cho nó rỉa rửa là banh hết. Bây giờ không tập cho nó rồi nữa làm sao? Tập cho nó. Thì nói vậy giờ làm cái gì vậy với rửa tập cho nó rửa đít á. Rửa rồi. Rửa được rồi hả? Rửa được rồi. Có cái tắm. Tắm á, tắm cũng phải tập. Bây giờ bắt tắm mà tắm không có sạch, nó chỉ ngồi ngoài chỉ chà này chà kia. Thì ông kêu nó gọi đầu chà nắp. Chào. Thì mình chỉ nó vài lần là tự nó tắm được rồi, với mình đứng mình coi coi nó tắm là biết à, là nó làm được rồi mới mốt giao cho nó tắm. 92 đi. Cái đánh răng á thì lấy kem cái đồ cho bỏ cái rồi bắt đầu đầu cái chọc sơ cái nó đưa lại rồi bắt đầu ngậu rất ôm cái đầu quá bắt đầu chà cho nó trong tuần này cho nó lấy đừng lá đâu. Giờ này gần sổ mà không còn đóng nữa trời. Ông lấy nhiều vé mà còn giữ thằng không vậy? Có ngày coi. Đúng rồi, 10 tháng 3. Vô nhà cậu gái thôi. Gái gái vô nhà cậu nha. Kéo vậy nha. Không giỏi Thú Hình đó. Vô nhà ăn lon ở trong cũng ngủ nằm không à,
Nhạn Linh còn nói chuyện, Nhạn Lon là không nói chuyện luôn. Ổng có lúc nói lúc không, có lúc nào nói chuyện đâu. Ổng khó hiểu lắm. Tắt đi để mới uống hồi nãy không ra rồi. Ủ lại nóng lắm. Nước này lại ấy đâu con ơi, nước có chắc con ơi, uống lại nó nóng lắm. Tại mà đời ổng sao ngộ quá, ông nằm ở nhà có khỏe lắm mà ra đường chút xíu là ổng nằm. Với ổng đi về chút xíu mệt lắm. Ai ta cho ổng ra đường đẹp trai, người ta đeo đuổi nhiều quá. Anh hai, sao mỗi lần đi ra đường anh mệt quá vậy? Không phải, trái tim mới nó thường thường nó cũng đặc biệt. Rồi vậy là uống cà phê quá nhiều á, bị tim á. Phải, tim đập. Tim đập hả? Thường thường đập. Rồi có đi còn đi khám không? Lấy con cú uống. Uống cái sắc máu. Hết. Con cú uống sắc máu hết. Sắc máu chết quèo luôn. Nội. Con cú chị đau bụng. Ném gạo bị tiêu gắt. Uống cà phê quá nhiều. Tiểu gắt uống gì giờ uống cái gì? Để chanh, để cao. Còn có cú uống chị gì, hình như có cú cũng làm thuốc đó. Có cú chị bà tử. Bà tử hả? Có cú khe khe cái củ nó uống này nhăn nhăn, có cay cay cái khe uống có ấm bà tử. Rồi bên số Bắc nó gọi là khu tử. Uống ấm bà tử. Còn dấu quýt của nó không cổ. Xê xì đâu nói câu. Ê, lên. Nói câu tiếng Anh nha coi. Cái đó tiếng Trung Quốc. Cái đó tiếng Anh, tiếng Trung Quốc rồi chị hai ơi. Đâu hẹn gặp lại coi, hẹn gặp lại sao? Hẹn gặp lại mà. Sao, sao ít phút gì đó. Khỏe gì đó mày nói trong phút tận được về chốt bản nha. Hẹn gặp lại trong vài phút đó. Hẹn gặp lại trong vài phút gì đó quên nè. Chúc cậu hai đi, chúc cậu hai nhiều sức khỏe đi. Chúc cậu hai thật nhiều sức khỏe nha, cậu hai không có đi về nhà, cậu hai ở đây để chơi á. Cậu hai không có đi về nhà, cậu hai ở đây chơi á. Giờ canh tao tao uống cậu hai ngồi lặng ngủ ha. Thì tao ngủ đâu có được, tao có 4 giờ cái nọ tao thức rồi, tao thức tao nóng trà cái nọ 4 giờ. Tao đóng cửa khóa cửa lại ngủ nhà, tao ra ngoài quán thì ngoài á uống cà phê đen cái nọ cái cỡ nửa tiếng ngồi cái gì. Về đó bắt đầu kêu tao còn ngủ. Rồi tao mở cửa tao bắt vô tiếng được cái nọ coi. Bây giờ là canh tao mà tao bên mụn mây mà tao lồn còn ngồi vậy đó. Là ra sao rồi là cô ta thức rồi. Mắt dắt vào mãi uống cà phê sữa đá, không cho phải uống gì rồi đó. Uống cà phê sữa đá thôi. Vậy là giờ nó canh buổi sáng không thức là thức theo luôn. Rồi tao ngủ, khi tao ngủ rồi cái tao nằm tao để ý coi nó sao. Tao ngủ giấc thức dậy cái lần còn người dị, thấy tao còn nằm bên đây cái nằm xuống ngủ nữa. Mà nó làm tao ngồi dậy giờ thấy bà ổng trong bồn không có rồi. Ông ba đâu rồi ông ba. Sợ ma hả gì? Rồi uống cà phê. Có bữa nào ông đi uống cà phê mà ở nhà đây có thức không? Có, bữa đó thấy vậy thôi ở nhà. Thức rồi có la làng không? La làng, thằng Út nó bởi nó nghe, nó đâu có đi uống cà phê kia đâu. Nghe nó bắt đầu nó biết tao rồi đẳng rồi. Nó lại đẳng cái cà phê đẳng luôn, nó đóng cửa ra, lên nó la làng nữa kìa. Nó bắt đầu nó trở lại mới... Mở cửa dẫn chị đi luôn. Dẫn chị luôn. Rồi nói tới sau rồi bắt đầu bắt bé nó là bắt đi lại đẳng uống xong. Sáng rồi quốc ly cà phê nó sữa. Nè nó nghe là Linh ơi, con chúc cho cô chú rồi thật nhiều sức khỏe ra mấy ngày. Xin kính thưa các cô chú bác. Rồi nói này, này quay lại nói như đây nè. Nói chúc các cô chú. Cùng nói theo cái đầu chụp hình không ạ? Nói trong cái đầu chụp hình. Nói trong đầu chụp hình này nè.